15. Thắng. Phương Nhật Ngu, nhìn đi đâu đấy? Trùng hợp ghê, cậu Phó cũng ở đây sao? Được đó, anh giỏi ăn quá nhỉ. Anh Giang ở chỗ chúng tôi rồi mà, lại chạy đến đây ăn đồ Tây tiếp sao? Cao Đại Hà, cô cũng nhìn thấy rồi đó. Lúc ở quán của cô, tôi chưa ăn được miếng nào đã bị cô đuổi đi rồi mà. Anh cũng tới ăn cái món thịt bò chảy máu kia đó hả? Cậu Phó cũng thích ăn món này sao? Tôi... Anh đừng có xen vào. Hồ đi già thì chẳng thích ăn thịt sống. Tôi thấy anh có vẻ giàu lắm. Tổ chức anh đưa anh nhiều kinh phí ha. Kinh phí gì? Đừng có giả vờ với tôi. Cô... Tôi chỉ là trưởng ban nho nhỏ thôi. Nhưng mặc dù nhà hàng thì lớn, nhưng cũng có món rẻ tiền chứ. Mỗi tháng ăn một hai lần thì tôi vẫn trả được. Anh không tới đây ăn đúng không? Vậy tôi tới đây làm gì? Nói. Anh đến đây để liên lạc với ai? Anh vừa ngồi chỗ nào? Không thể hiểu nổi. Anh đừng có đi chứ. Cô Viên, trùng hợp quá. Viên, sao cô lại ở đây? Tôi tới dùng bữa. Trùng hợp quá. Hai người cũng ở đây. Sao cô không tới quán của đoàn chúng ta mà ăn? Có phải cô ăn không quen không? Tôi muốn ăn thanh đạm một chút. Muốn ăn thanh đạm thì bảo tôi nấu cho cô. Phiến, hai vị lãnh đạo cũng ở đây sao? Mau về thôi, chiều còn phải tập kịch đó. Tới muộn lão Hình lại mắng cho. Chúng tôi đi trước nha. Anh xem cô ấy sưng sỉa kìa. Có gì vậy chứ? Có tới mức đó không chứ? Xuân Ni, Xuân Ni, cho đi nhờ, đừng chắn đường người khác. Xuân Ni, tôi chờ mấy chuyến rồi, cuối cùng cũng chờ được cô. Anh qua bên kia đi, đừng chắn đường người ta. Được được, lên đi. Tôi không bắt xe. Xuân Ni, đây là cái gì? Chắc chắn là cô thích. Anh cầm đi. Tôi không cầm, cầm đi. Làm cái gì đấy? Tay tôi. Xuân Ni, cái này tôi đặc biệt mua cho cô đó. Đại Liên đã bị tôi làm loạn hết lên cả rồi. Có phải cô nên thực hiện lời hứa không? Thực hiện lời hứa thì không thành vấn đề. Nhưng mà tôi còn có một điều kiện đi kèm. Cô không giữ chữ tín. Tôi có cần nói nữa không? Đảng Quốc Dân các cô thì tôi là gì? Lá mặt lá trái, qua cầu rút ván. Các cô lúc nào cũng thế. Hôm nay coi như tôi tận mắt thấy rồi. Xem ra anh hiểu lầm chúng tôi rồi. Hiểu làm sao? Dù là bài học lịch sử hay hiện tại, đều nói cho tôi một kết quả. Tin tưởng các cô là vô cùng ngu xuẩn. Anh Ishida nặng lời rồi. Anh còn nhớ anh muốn chúng tôi làm gì cho anh không? Tôi cần chính phủ quốc dân các cô đóng dấu lệnh đặc xá. Anh vội vàng quá, còn chẳng cho tôi nói điều kiện đi kèm. Vậy là không ổn đâu. Nếu điều kiện quá đáng quá thì cô khỏi nói. Với tình hình bây giờ của anh, điều kiện đi kèm này không tính là quá đáng. Khi ở Cáp Nhĩ Tân, tôi từng nhận được một tin tình báo. Sau khi các anh bại trận, khi quan chỉ huy cao nhất lục hải quân Lữ Thuận, trung tướng Kobayashi Navi cúi đầu khâm lưng giao kiến trung tướng trước trung tướng Ivano của quân Liên Xô, người đã tấn công Berlin trong chiến tranh thế giới thứ nhất ở sân bay Thổ Thành Tử Lữ Thuận. Anh ta đã giấu chỗ vũ khí do anh quản lý. Bây giờ anh muốn cầm lệnh đặc xá mà đi thì hẳn là không thể mang theo số vũ khí đó được. Ý cô là tôi phải giao vũ khí cho các cô sao? Xem kìa, chúng ta đúng là hiểu nhau. Xin lỗi, trong những điều kiện chúng ta bàn lúc trước không hề liên quan tới vũ khí. Hơn nữa, tôi cũng chẳng có vũ khí để đưa cô. Ở Trung Quốc chúng tôi, thái độ chối bằng được của anh Ishida đây gọi là giở trò vô lại. Kẻ vô lại là các người.
Nếu các cô không đưa lệnh đặc xá cho tôi thì tôi chỉ có thể tự thú. Có thể Hồng quân Liên Xô và đảng Cộng sản sẽ nghĩ tôi đang lấy công chuộc tội. Anh Ishida, sự hợp tác của chúng ta cần thời gian, cũng cần chữ tín. Mà anh không cho tôi cả hai thứ này. Xin hỏi các cô đã cho tôi hai thứ đó chưa? Xem ra anh Ishida không muốn đồng ý với điều kiện đi kèm của chúng tôi rồi. Vừa rồi tôi chỉ đùa với anh thôi. Thứ anh muốn tôi có mang cho anh đây. Xin lỗi, vừa rồi tôi vô lễ quá. Xin lỗi, cô đừng kích động. Lệnh đặc xá anh muốn tạm thời tôi chưa lấy ngay được. Tôi còn vốn định xin anh cho thêm mấy ngày. Không ngờ anh lại nói ra những lời khiến tôi tổn thương tới thế. Anh chẳng có chút lý trí nào. Xin lỗi, vừa rồi tôi nhất thời kích động. Xin hãy tin tôi. Cách tốt nhất để tôi tin anh là cho anh im miệng mãi mãi. Tinh tế, bắt hắn, đuổi theo, giết hắn đi. Chị, tinh tế, tinh tế, chị, tinh tế, giết hắn đi. Đừng có chạy, đừng có chạy. Tên khốn kia, anh đi đâu vậy? Giặc Nhật, đừng có chạy. Giặc Nhật, đừng có chạy. Giặc Nhật, đừng có chạy. Đừng có chạy. Hổ Vi, sao em lại ở đây? Chị, em rảnh nên ra ngoài đi dạo một chút. Phải rồi Hổ Vi, quán cơm nhỏ của chúng ta là quán của đoàn nghệ thuật thanh niên. Tiền thu được nên là của công. Hôm nay chị lấy 10 tệ, đưa thủ bình đi in truyền đơn. Đợi chị có tiền sẽ bù vào ngay. Bù cái gì mà bù? Cái thứ xú quẩy đó chúng ta bị lừa nhét vào tay mà. Khỏi buồn đi. Vậy không được. Của công là không được động vào đâu. Động vào là thành tật xấu đấy. Em biết rồi. Còn nữa, chị xem sổ sách của quán rồi. Hàng chúng ta nhập vào đắt hơn giá chung hẳn một phần. Chị, chúng ta nhập toàn hàng tốt, đắt hơn tí là đúng mà. Chị từng mở quán cơm rồi, chị biết tính mà. Dù sao thì chị nói thêm một câu, có những món tiền chúng ta kiếm được, có những món không kiếm được đâu. Em hiểu ý của chị rồi. Chị, em mua khăn choàng này cho chị, chị xem có thích không. Mua khăn cho chị làm gì? Chị xem đi. Chị, chị, em ở đây này. Thế nào rồi? Chị, không cần lo cho em đâu. Em không sao. Tôi đang nói tới người Nhật kia cơ mà. Chạy, chạy mất rồi. Cậu nói xem, bảo cậu làm việc mà cậu lại trơ mắt nhìn hắn chạy mất. Người Nhật đó quá gian xảo. Chị bảo lần này hắn trốn ở đâu chứ? Em mà bắt được chắc chắn sẽ cho hắn biết tay. Trông cậu ngã kìa, sắp ngang cái chó ăn phân rồi đấy. Nhưng người Nhật đó bị thương cũng không nhẹ đâu. Em đập phát đó, không chết thì cũng phải gãy tay. Chị, chúng ta tới bệnh viện xem đi. Chắc chắn hắn phải đi khám. Cậu còn nghĩ ra hắn sẽ đi viện thì hắn còn dám đi không? Được rồi, tìm một chỗ có thể gọi điện.
Đi. Cũng phải. Tên giặc này lắm trò quá nhỉ. Được đó Hữu Vi, em có mắt nhìn đấy chứ. Đúng không? Em dốc lòng chọn đấy. Em biết ngay là chị đeo sẽ đẹp mà. Cái này đúng là đẹp. Nhưng màu này chị thấy, chị lớn tuổi đeo không hợp. Sao lại không hợp chứ? Chị đeo đẹp quá trời. Thật mà, nhìn là trẻ ra 1-20 tuổi. Em chém hăng tí nữa là chị bé lại vào bụng mẹ luôn rồi. Em ví dụ tí, nói hơi quá. Nhưng chị Hoàng trông trẻ lắm. Em mà nói dối em làm con chị. Được rồi, chị hỏi em, khăn này em lấy tiền trong tủ ra mua đúng không? Em không nói dối chị. Nhưng em nghĩ rồi, chị cho em chỗ kiếm ăn, đưa em đến với con đường cách mạng. Giờ em lên đường rồi, kiểu gì cũng phải thể hiện một tí chứ. Thể hiện sao? Em lấy tiền trong tủ ra thể hiện hả? Nhưng em không có tiền mà. Em xin chị em mà chị em không cho. Chị không biết đó thôi. Em xin tiền chị em khó lắm. Ngang dép như cô sinh con luôn đấy. Chị cho em biết, lần sau không được như vậy nữa đó. Đây là sai lầm lớn đó. Chị, lần sau em chắc chắn không dám động vào tiền đó nữa. Khăn này bao nhiêu tiền? Không đắt. 3 tệ. Em điên rồi hả? 3 tệ là mua được bao nhiêu bánh bao nhân rong biển rồi. Chị, chất liệu khác hẳn mà. Chị nhìn xem, tiền nào của nấy. Cái khăn này đeo lên người chị, ôi mẹ ơi, đẹp quá trời. 3 tệ mà chị đeo lên cổ sao? Chị phải tiêu quan tới mức nào cơ chứ? Được rồi, 3 tệ này của em chị trả lại vào tủ. Lần sau không được thế nữa đâu. Dì cả bảo người chạy mất rồi. Bảo chúng ta phải để mắt kỹ một chút. Nhất định không được để hắn gặp được người Liên Xô. Cậu canh cho kỹ. Tôi ra ngoài một chuyến. Xem này, bánh bao vừa ra lò đấy. Cho tôi 2 cái. Cho đi nhờ, cho đi nhờ. Cảm ơn, đợi một chút nhé. Được, cho một ít đi. Bán rẻ cho cô đấy. Được rồi. Anh lấy mấy bánh bao ạ? Cái này có mấy vấn đề. Bánh bao. Bán bánh bao đây. Được. Trà thượng hạng đây. Xem qua đi. Bán rẻ đây. Bánh bao. Bác sĩ Lý, tôi lại đến khám. Được, đợi chút nha lão Vạn. Cái này nhất định là đánh bằng gậy. Phải thù hằn tới mức nào cơ chứ? Thế này có ổn không? Dùng từng nghệ lực thì sao? Anh lên tiếng gì chứ? Sao không nói gì cả vậy? Ai mà thất đức thế, bắt nạt một tên câm. Khốn kiếp, nhật lùng sao? Anh định làm gì? Cút, 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 cút. Nếu biết là giặc Nhật, tôi đã bẻ tay hắn luôn rồi. Lão Vạn, đến lượt của anh đấy.
Mau, cú sang một bên. Đây, của anh. Phiền mọi người xem trước nhé. Mọi người nhất định phải phát truyền đơn này cho từng khách một nhé. Nếu có thông tin gì thì nói cho Sunny là được. Cảm ơn. Vất vả cho các bác tài rồi. Cảm ơn. Không thành vấn đề. Việc nên làm thôi mà. Tôi từng thấy người này rồi. Chú thấy ở đâu vậy? Có chắc là người này không? Có hai ba lần gì đấy. Hắn lên xe tôi. Thời gian thì đại khái là luôn vào tầm khoảng 4 giờ chiều. Sau đó có một hai lần hắn vừa lên xe là sờ gáy, tay ôm hộp cơm. Có vẻ là hắn đi đưa cơm cho ai đó. Chú lái xe ở đường nào thế? Hắn xuống xe ở trạm nào? Tôi lái tuyến 101. Cụ thể hắn xuống xe ở đâu? Thật sự tôi không nghĩ ra. Chú, hay là chúng ta đổi ca đi. Được, thế này thì để tôi sắp xếp. Vâng, cảm ơn chú nhé. Làm việc nhé, cảm ơn chú. Đừng khách khí. Sao rồi? Không gọi được. Thế này Sunny, em lái xe đi đã. Anh đi báo cho bí xử lý. Tiện đường anh qua bảo chị anh tới chỗ em luôn. Được. Chị, sao em lại tới nữa? Có tin về Ishida. Ishida Genzo. Thủ Bình, ở đó thì thầm cái gì đấy? Anh, không có gì, anh cứ làm việc đi. Sao lại không có gì? Có phải giấu anh chuyện gì không? Không sao, đừng đi. Anh nói em nghe, anh vừa mua thịt thủ lợn hầm nhiều rồi. Em ăn rồi hãy đi, em chưa ăn đâu. Anh cứ làm việc đi, em đi nha chị. Chắc chắn là có chuyện gì giống mình. Thủ Vi, chị ra ngoài một chuyến. Cơm trưa em để ý tới lão giả. Phải làm cho ngon vào, nghe chưa? Chị, có chuyện gì mà chị vội vàng thế? Chuyện quan trọng. Khăn em mua cho chị để đâu rồi? Để đây này. Phải rồi, chị phải quàng vào, cho nó ra dáng. Chị quàng sau. Đi nhé. Kẹo hồ lô đây. Kẹo hồ lô đây. Bán thuốc lá. Bán thuốc lá đây. Em xem có đẹp không? Đẹp quá chị. Chị mau đeo lên đi. Màu rực rỡ thế này sao mà chị quàng được? Cái này là Thủ Bình mua cho em. Anh ấy sao? Xem này. Anh ấy có nói gì đâu. Nó ngại mà. Rè rụt mang tới chỗ chị. Nhờ chị đưa cho em. Đẹp quá. Trẻ tuổi thích thật đấy. Dạo này bận quá. Chị còn định sắp xếp thời gian thăm bố em nữa. Không sao, bố em rất ổn. Chỉ là đi lại hơi vất vả. Chờ hồi phục thêm là ổn thôi. Phải hồi phục hoàn toàn đi. Nếu chân mà thọt hẳn là ế cả đời thật đó. Chị với bố em chẳng có gì cả. Chuyện này chị nói bao nhiêu lần rồi. Chị, bố em vẫn không đồng ý cho em và Thủ Bình yêu nhau. Bố em hồ đồ. Cười một cái tưởng là tình yêu. Đưa cái gậy tưởng trăm bạc. Nhưng Ishida sẽ đi xe này thật sao?
liên lạc viên của Diên An đã mang giấy mời họp đến Sơn Đông rồi. Mấy ngày này sẽ đến Yên Đài. Tình hình tốt lên một cái, thuyền đi được. Là đồng chí ở Giao Đông sẽ mang giấy mời họp đến cho chúng ta. Mấy ngày nay chúng ta vẫn phải tranh thủ thời gian tìm ra Ishida Genzo, cho người Liên Xô một lời giải thích. Nếu không, nói rồi không làm được thì khó coi quá. Phải rồi, đồng chí Phó Gia Trang, cậu phải nhắc nhở đồng chí Cao Đại Hà sau này phải cẩn thận trong ăn nói. Có tin của Ishida Genzo rồi. Tôi gọi điện thế nào cũng không được. Thấy tiện đường nên bảo chị tôi lên xe theo dõi rồi. Chị cậu có một mình, e là không theo dõi nổi đâu. Điện thoại hỏng chẳng đúng lúc tí nào. Thôi, gọi người bên cục điện thoại đến đi. Phát hiện ra vấn đề rồi. Canh ở tất cả trạm dừng của xe điện 101. Gặp Ishida là bắt ngay. Chúng ta đi. Xem đi, xem đi. Bánh bao đi. Cho đi nhờ, cho đi nhờ. Thế chị đi nha. Cho đi nhờ, cho đi nhờ. Xem đi. Xem đi. Thuốc lá rẻ hơn nhiều rồi, mau xem đi, hàng mới đó. Thuốc lá. Xin chào vệ binh. Lại đi. Tôi là Ishida,
Tôi muốn gặp trưởng quan cao nhất của các anh. Tập hợp nâng súng. Cứu giới. Thắng cả tới đây làm gì? Chắc chắn là tới phá rồi. Có khi định cho nổ chỗ của anh luôn. Nhưng người bắn chết hắn không phải cô thì là ai được? Tôi cũng muốn biết lắm đây. Bắn từ đằng sau chính là muốn diệt khẩu. Ai muốn diệt khẩu hắn thì đặt trụ quốc dân đảng. Có khi chuyện là thế này. Hắn đến bộ tư lệnh cảnh bị là vì muốn được các anh bảo vệ. Hắn muốn tự thú. Tự thú? Nếu hắn tự thú thì chúng ta có thể thuận theo đó tìm ra đám đặc vụ đảng quốc dân trốn sau lưng hắn, chỉ thị hắn gây chuyện. Cho nên giờ hắn bị diệt khẩu. Ishida giờ chết rồi. Mang cả bí mật đi. Nội gián trốn trong bộ tư lệnh cảnh bị của các anh lại càng khó bắt. Không không, lần trước chuyện giấy mời họp xảy ra bên trong bộ tư lệnh cảnh bị, lần này Ishida Genzo còn chưa vào đã bị bắn chết rồi. Cô cũng biết đạn được bắn từ phía sau. Anh nghĩ mà xem, có khi đặc vụ này đã đoán được Ishida Genzo sẽ tới đây, cho nên ngay từ đầu đã để nội gián ở đây mai phục ở bên ngoài. Anh giờ nghe tôi đi, đóng cửa lớn lại, điều tra thật kỹ. Ai không có ở đây thì chính là kẻ đáng nghi. Có lý. Có lý. Không phải cô giết thì là ai giết? Tôi còn tưởng là người cô phái tới. Ai phái chẳng thế. Nói chung là hắn đã chết rồi. Tôi phải ghi công này cho cô. Xin gì cả thưởng. Thôi. Đây là bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống đập vào đầu cô đấy. Cô mà xin tổng bộ thưởng thì nhận dơ cứ nhận. Nhưng xin gì cả thì tôi không dám. Gì cả ở khắp mọi nơi, nếu bị phát hiện nhận dơ xin thưởng thì cái đập vào đầu tôi không còn là bánh nhân thịt nữa đâu, mà là bánh sắt. Tên Ishida này rất có khả năng là muốn đi tự thú. Vậy anh bảo đặc vụ đã giết hắn, có khi nào chính là gì cả không? Dù là thế nào đi nữa, cuối cùng chúng ta cũng đã đào được quả bom hẹn giờ Ishida lên rồi. Đây là chuyện tốt. Sớm biết hắn định đi tự thú thì tôi đưa hắn đi luôn cho xong. Được rồi. Chuyện đáng tiếc nhất là Ishida chết rồi. Lô vũ khí chúng giấu là không biết đường nào mà tìm. Vẫn có cách. Dứt giả rồi, bà Ishida. Mau, đẩy sang bên kia đi.
Bà Ishida, mau đi thôi. Nhìn kìa. Được đó, Đại Hà. Tôi bảo cô giỏi mà. Một người phụ nữ mang nhiều cơm như thế vào hang động, cho thấy người của Ishida đều ở trong động. Nếu lần này có thể lấy được lô vũ khí này thì hai người lập công lớn rồi đó. Tôi đoán người trong động vẫn chưa biết Ishida chết rồi đâu. Chúng ta phải nhân lúc giặc ở trong động vẫn chưa biết gì, mau chóng ra tay. Tốt nhất là trước khi trời sáng bắt hết chúng. Chắc chắn giặc ở trong đó không ít, chúng ta nhất định phải chú ý. Vậy đưa tôi đi với. Tôi cũng đi. Đại Hà, cô là người lập công đầu, công lao còn lại giao cho người khác đi. Đồng chí Đại Hà, cô về ngủ một giấc ngon, nghỉ ngơi đầy đủ. Ngày mai còn có một nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ gì thế? Ngày mai giấy mời họp sẽ tới Đại Liên. Đây là cách đón người. Tôi nhận được giấy mời là sẽ đi tìm em Ray ngay. Bố, bố, chân bố vừa đỡ, xuống như thế được chứ? Đỡ cái gì mà đỡ? Hôm qua đi viện, bác sĩ bảo bố là sau này bố phải làm thằng què thôi. Mắt bố không sao. Hôm qua bị đụng ở bệnh viện. Sunny, sau này bố không lái nổi xe điện nữa rồi. Không lái được thì thôi, con nuôi bố. Bố nói con còn chẳng nghe. Bố còn mong con nuôi bố được chắc. Con biết bố đang nói chuyện con và Thủ Bình. Dù con và Thủ Bình không có gì thì cũng chưa chắc. Chị Đại Hà, chưa chắc. Chưa chắc cái gì? Chưa chắc cái gì? Người ta vốn chẳng thích bố. Con và Thủ Bình chắn ở giữa. Dù cô ấy có thích bố thì cũng không thể giành với bọn trẻ các con được. Chị Đại Hà vốn là người dám yêu dám hận. Chỉ mà thích bố thật thì sẽ mặc kệ tất cả, vượt qua tất cả định kiến. Con còn muốn chọc tức chết bố sao? Bố con đã què rồi đây này. Bố nói con nghe, Sunny. Anh Phó, cách giờ hành động còn xa. Hay là anh kể chuyện liên minh kháng nhật đánh giặc cho mọi người nghe đi. Chuyện kháng nhật thì nhiều lắm. Hay là thế này, tôi hát cho mọi người nghe một bài. Được. Hát một bài hào hùng vào, cổ vũ sĩ khí cho mọi người. Lát nữa chúng ta cũng phải ra chiến trường. Chào mừng. Hay. Chúng ta gắng sức tấn công kẻ địch. Chiến sĩ bước nhanh về phía trước. Sau lưng chúng ta chính là thủ đô Moscow, quý giá hơn tất cả. Chúng ta kiên cường nhất, anh dũng nhất trận chiến này. Vì có Moscow trong tim, hàng phòng ngự vững vàng không thể đổ, thành trì sừng sững.
Mọi người về rồi sao? Chị, thế nào rồi? Không tốn viên đạn nào, xử lý xong hết rồi. Chị không thấy đó thôi. Trong hang đó, ôi trời ơi, súng, bơm, đạn, toàn mới tinh. Vậy tức là quân Kim Châu của chúng ta có thể thay súng lớn cả rồi đúng không? Đâu chỉ thế, chỗ còn thừa có thể chất đầy hai toa tàu quả, sau này sẽ có tác dụng rất lớn. Lần này hai người có thể lập được công lớn rồi. Chị, đừng nói không thấy. Bọn em lao động cả đêm, đói quá đi mất. Chị dâu đang nấu rồi, chị dâu cơm xong chưa? Không cần làm, có gì ăn nấy là được rồi. Chúng ta chập mắt tí, trưa còn ra bến tàu đón người. Đón ai thế ạ? À? Không nên hỏi thì đừng hỏi, cứ đi theo là được rồi. Cuối cùng hai người cũng về rồi. Tối qua hai người đi đâu vậy chứ? Tôi lo lắng chết đi được. Chị dâu, tối qua em bảo chị rồi mà. Họ có nhiệm vụ, em cũng có bảo nhiệm vụ gì đâu. Nhiệm vụ gì nói cho chị được sao? Nói cho chị mà làm gì? Thế em không nói với chị. Em sợ chị làm lộ bí mật sao? Chị nói cho ai được chứ? Chị dâu, bọn em không nói cho chị, cũng vì sợ chị lo thôi. Không nói cho chị lại càng lo lắng. Tôi về sắp xếp đồ một chút. Ăn cơm thôi, ăn cơm. Cao Đại Hà, em ra đây. Chị dậy chưa? Mau dậy đi, em mua món hầm cho chị này. Chị, em vào nhé. Đừng trách em. Em không yên tâm. Đâu rồi nhỉ? Dượng già, anh phó, nào, cẩn thận bỗng đó, tôi lấy cho anh. Ăn trứng đi, lâu rồi không ăn trứng chiên. Cao Đại Hà, sao thế? Sao càng ngày em càng không biết làm gì thế? Em chiên trứng mà sao còn lỏng như thế kia? Cho đỡ tốn lửa, đúng chứ? Chị dâu, tôi thích ăn kiểu này. Tôi không tin, tôi chiên lại cho anh. Không, chị dâu, làm cái gì thế? Người ta thích ăn như thế này, đây là cách ăn của Tây. Cách ăn của Tây sao? Chẳng biết cái gì cả. Đúng thế, Thủ Bình đâu rồi, sao không ra ăn cơm? Tôi đi gọi nó. Nhưng cái này, người Tây ăn thế thật sao? Đúng thế. Cảm ơn nha. Sao lại còn khách khí với tôi thế? Anh khách khí thế, tôi thấy lạ lắm. Anh thích thì tôi nấu cho anh. À mà đón người Sơn Đông kia, anh vẫn chưa nói là như thế nào đâu. Được đó bà chị, che chắn như này, tôi cũng suýt không nhận ra đấy. Tôi không che thì cũng không dám ra bến tàu đón người. Sao cơ, cô định đích thân ra bến tàu sao? Không chỉ tôi đi, anh cũng phải đi. Cô bảo Phó Gia Trang, Cao Đại Hà cũng đi mà, chúng tôi cùng xuất hiện ở đó thì lộ hết còn gì. Tôi thấy vẫn nên cho thêm nhiều người, dăng lưới chở cửa bộ tư lệnh cảnh bị, quân Liên Xô. Thế là xong còn gì. Đây là chiêu cuối cùng. Nếu đám Phó Gia Trang vào được bộ tư lệnh cảnh bị thì chúng ta hết đường lui. Cô xem, chúng ta cùng ra bến tàu. Cô có thể cải trang thành thế này, trông cũng ổn, không ai nhận ra. Vậy tôi làm sao? Tôi phải phối hợp với cô sao? Tôi giả làm ông già, tôi cao thế này, nhìn kiểu gì cũng không giống, rất dễ bị lộ. Nhỡ bị Cao Đại Hà chặn thì chữa lận lành thành lận què còn gì. Ai bảo anh giả ông già? Anh cứ đường hoàng mà đi, diễn chính mình thôi. Vậy tôi đi kiếm chuyện sao? Dì hai và dì cả đã bàn nhau rồi, cho rằng đây là cách tốt nhất. Tôi cũng nghĩ thế. Đây là ba bà cùng nhau hại tôi. Đấy là anh nhỏ mọn thôi. Tiểu Phương, anh yên tâm đi, chúng tôi sẽ không dâng đại tá lục quân, cục quân thống đảng quốc lên như thế đâu. Các cô đang làm thế mà. Anh nghe tôi nói, người đến đưa giấy mời họp trông như thế nào, là nam hay nữ, chúng ta đều không thể biết được. Cách duy nhất là mượn sức sở cảnh sát các anh điều tra ra người này đi đã. Điều tra thế nào? Khi thuyền tới bến, dì hai sẽ gọi điện cho sở cảnh sát của các anh, nói là có người mang bơm xuống thuyền,